cái gì não không? Đang mạch đập xe đổ, xe to luôn. Ngày mai, mai hay chặn hay lắm ba Tâm. Trời ơi, tôi chặn chưa? Phải bỏ phân nhiều rồi. Phải bỏ phân làm buổi sáng thôi. Quên. Quên hả? 9 giờ thì coi được. 9 giờ chặn đó là chặn 12 giờ. 12 coi được. Nó thua đá được 30 phút. Chứ mình đã coi. Chỉ chứ tôi nói tôi coi chắc không mà đá tôi liền luôn. Có ai đâu. Từ ra quán cà phê thì nó đầy dốc ngoài đó. Mà mấy bạn tôi ngủ luôn. Không, ra quán cà phê thì nó hút thuốc mà mình không hút thuốc thì ra mình không có chơi. Còn tôi ra ngoài tôi uống cà phê tôi ngồi uống với tụi nó thôi chứ tôi. Thường mua mấy ống ra? Cầu hả? Cầu. Hai ba ống vậy biết không? Được anh xin cái mua không? Đâu có nghe nói gì đâu đâu kiếm đâu. Có chưa? Nhiều ống vậy anh Tâm? Nhiều ấy đâu. Anh muốn không? Hai. Bữa nay anh Tâm đăng ký hả? Anh lấy chục bốn nhiêu đó. Thank you.
Thôi, ổ có nắm đúng rồi.